Xin chào các bạn. Hôm nay trời tạnh ráo, vừa qua thì trận mưa ấy, xong rồi trời tạnh mình đi đánh những cái cây ngô này ra. Những cây ngô lon này nhá. Những cây ngô này mình đã dặm vào một góc ấy, xong rồi mình đi nhổ, mình giờ mình mang ra mình rồng dặm vào đây. Rồng ở đây những cái chỗ nó bị nó chết. Nên đào lỗ, đào những cái hố nhỏ nhỏ này. Mình trồng nhá. Đây nhổ rễ này, cây những cái cây này ấy, loại cây lương thực này trồng rất là dễ sống nhá các bạn. Mình ươm ra xong rồi mình mang ra mình trồng thì nó rất là đảm bảo. Thì nó vừa rồi nó mưa nhiều ấy, trồng ở dưới ruộng này nó đất nó ẩm xong là hạt nó thối nó chết hết rồi. Thế là giờ mình để đánh những cái bầu cây này mang ra trồng. Các bạn thấy không? Cái ngô này mới được có 4 lá bé bé đây nhá. Nên là rồng rất là dễ sống. Mình cứ bới từng lỗ nha. Đây dùng con dao này để mình bới. Mình đặt cái cây vào, xong mình lấp đất vào. Công việc nhà nông suốt ngày chỉ có bới đất nhặt cỏ vậy thôi, nên mình muốn chia sẻ cái công việc thường ngày của mình cho tất cả mọi người biết đến. Đây. Mình chỉ cần ấn nhẹ nhẹ thôi nhé các bạn, vì đất nó ẩm rồi, đất nó có ẩm rồi năm nay nè, chỉ cần ấn nhẹ nhẹ thôi là nó có thể là nó sống được nhé. Những ai ở nằm nông dân, nông thôn ấy thì sẽ biết đến cách công việc này. Nhưng mà những người ở thành phố ấy, thì làm sao mà biết đến cái công việc này đúng không? Thì thế là mình muốn chia sẻ một chút cái công việc của thường ngày của những người dân và những người nông dân mà họ phải làm. Sau này cái ngô này là cây ngô này, cây ngô lết đấy các bạn. Cây ngô lết chắc chỉ khoảng 2 tháng là được thu thôi nhé. Ở dưới đất, dưới nơi này đã có nước sẵn rồi các bạn đấy. Vì là nó ẩm lắm. Sáng nay mưa nên mình trồng chiều, mình trồng buổi chiều. Trồng buổi chiều thì nó không có nắng ấy. Qua một đêm là nó sẽ bén rễ ra. Bén rễ ra là nó sống thì không phải che đậy gì nhé các bạn. Đất này là mình đã phun cái thuốc chỉ dành riêng cho cây ngô.
Những cái cây ngô này cũng là mình ươm ở vườn nhé các bạn. Ươm ở vườn không là mình nhổ mang ra đây trồng nhé. Thiếu mất mấy cây nữa. Mất dần đến là mấy cây nữa. Ba, bốn, năm, sáu, bảy cây nữa. Thứ bảy cây nữa mình xuống đây mình nhổ. Đây là vườn ngô nha các bạn. Nhưng mà mình thiếu 7 cây nữa nên mình nhổ tạm ở đây thôi. Không phải về nhà lấy nữa nhé. Nên là mình tỉa những cây bé này kia các bạn này, để mang đi dặm này. Đứt mất rồi. Hai, bốn, sáu, bảy, đúng đủ 7 cây. Nhìn các bạn, mình vừa trồng xong đây. Những cây mình dặm xong đi nhé. Đây. Mình vừa dặm xong, nó hơi hơi héo một chút. Cái lá này nó nhổ lên đi, nó bị đứt rễ. Thì nó sẽ hơi héo một chút, chứ qua một đêm là nó sẽ tươi nhé. Thôi mình cũng chia sẻ công việc của mình đến đây thôi, cũng đã xong rồi. Video mình tạm dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo. Xin chào.